Chuyện có thật hoàn toàn, do thuật giả cư sĩ Dương Sinh ở đạo tràng Thánh Hiền Đường tại Đài Trung, Đài Loan ghi lại. Sau khi được Phật sống tế công, mỗi đêm giáng xuống, dẫn thần thức ông đi xem các cảnh địa ngục trong thời gian 2 năm, từ năm 1976 đến năm 1978, để ông về kể lại cho người đời được rõ là có địa ngục. Vậy ước mong ai nghe được sách này tỉnh thức hồi tâm, ăn năn hối cải, bỏ ác làm thiện, hầu thoát khỏi địa ngục, sanh về cõi Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Này Dương Sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao? Xin cúi đầu lại tạ ơn trời Phật đã ban cho con dịp mai xuống thăm âm phủ. Vậy Dương Sinh, chuẩn bị lên đường. Dạ, con đã chuẩn bị xong, xin thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Thưa, đây là đâu? Còn đám người đông đúc kia, cứ sao lại bị âm binh áp giải lên đài? Đây là nghiệp kính đài, tức là đài gương soi ác nghiệp đó. Còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa xấu xa ở chốn dương gian. Giờ đây đều là hủy phạm tội, sau khi chết họ phải đến khai báo ở Đệ Nhất Điện, rồi bị áp giải lên đài, để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui, thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này, lúc bị đem lên đài, tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra. Mình hãy theo họ lên đài xem. Dạ. Bổn chức là tướng quân giữ đài, hoan nghênh Phật sống tới công cùng Dương Tiên Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung tới thăm. Xin thứ lỗi cho, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách. Hôm nay tới đây, xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dạ, mời ân sư cùng lên với con, kẻo con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Được. Chúng ta theo tướng quân lên đài, nhưng trước hết chúng mình đứng ở một bên để quan sát. Ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương. Mà tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành một chàng thanh niên đang đêm lẻn vào nhà người ta? Anh ta khom lưng cãi cửa sổ, nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng lớn tuổi lúc họ đang ngủ say. Người thanh niên chuyên bẻ khóa, Còn đang lây quay kiếm vật gì. Kìa, chợt người chồng tỉnh giấc, thất kinh la lớn. Hắn liền rút dao, nhào tới đâm khổ chủ. Ôi, máu tươi phọt ra, con chẳng dám nhìn. Đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh đài gương soi ác nghiệp. Ông già lúc còn là thanh niên, có lần leo tường vào nhà người ta trộm đồ vật, bị phát giác, liền rút dao đâm chết chủ nhà. Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp, cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác đó. Đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy? Đài gương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành, linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật cũng chẳng có gì kỳ ảo. Người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác nghiệp trùng trùng. Con người có tánh giác, nên những việc mình làm tự mình biết rõ. Ảnh thức của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế gian vào trong ống kính, không sót mãi may. Nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết, nhưng trước khi hành động đã tự vấn, cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó, thức thứ bảy âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ. Nghiệp kính đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điện giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói, vạn pháp do tâm sở sanh, tức là mọi pháp do tâm đẻ ra,
đó cũng là dựa theo nguyên lý này vậy. À, thì ra thế. Những hồn của kẻ lương thiện tới đây thì nghiệp tính đài chắc chắn còn tác dụng. Người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp tính đài, nên chỉ thấy một màu trắng toát, giống như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa, lòng họ không cất giấu bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình quang tuyến của linh hồn người lương thiện. Nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn, họ sẽ hướng thiên đường mà đi tới, hoặc được giao thẳng tới các điện để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn sự hướng dẫn của tướng quân. Dương Sinh, thôi, chúng mình sửa soạn trở lại hiện đường. Dạo thành Thác Quan, tức Uổng Tử Thành. Thưa thầy, chỗ này có phải là Uổng Tử Thành không? Đúng. Hôm nay mình thăm thành Thác Quan, con hãy theo thầy vào trong thành. Dạ. Ồ, cửa thành tại sao lại khép chặt? Làm cách nào vào được? Cửa thành này là cửa tự động, giống như siêu thị của thế gian vậy đó. Phàm những linh hồn bị chết oan, bị chết một cách không bình thường chính đáng, oan khí không tiêu, khi quỷ vô thường dẫn tới đây, oan khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở khỏi âm đều do hai khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến. Ta dùng quạt bộ này quạt một cái, cửa tự nhiên mở lớn. Ồ, thưa ân sư, công phu của thầy quá mãnh liệt. Thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này mang về dương gian biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ thấy. Con chớ có vọng niệm. Vọng niệm dễ bị ma nhập. Tu đạo chẳng cần phép thần thông biến hóa, chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sản, cũng đủ là một ngày an tịnh. Cần gì con mong có được cái quạt bồ này để gây thêm phiền não? Dạ thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con. Con thật đáng hổ thẹn. Ờ kìa, phía trước có một có người đi tới. Họ là ai vậy thầy? Đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử. Hãy chuẩn bị chào đón họ đi con. Cùng kính nghìn tiếp Phật sống Tế Công cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh từ đạo tràng Thánh Hiền Đường đã tới. Xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan. Vâng. Ồ, đây y hệt là một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành Thác Quan này có chừng bao nhiêu người? Hàng ngày đều có người Thác Quan tới đây. Xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Ồ, gian này có cả bầy con nít, máu me đầy mặt, kêu gào luôn miệng. Có đứa lăn lộn trên sàn, thật là thê thảm. Ồ, đáng thương hết sức. Mà tại sao ngài không thả chúng ra? Những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tình không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh. Vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị dứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lòng chúng oán hận khôn nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết, chúng níu kéo đeo theo không dứt. Bởi vậy phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết oan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lại lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. À, thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ chết bất đắc kỳ tử cũng đều phải tới thành Thác Quan này cả sao? Không phải. Như quân lính, tướng sĩ, vị quốc dân thân, vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tánh mạng, có thể nói họ đã hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chẳng những họ không bị giam ở thành Thác Quan, mà trái lại, các anh hùng trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố. Các vị đó được lên các cõi trời tiêu dao. Có vị vì còn mắc dòng nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó.
có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Từ cổ tới giờ, phàm những vị tận trung báo quốc đều tiếng thơm lưu vạn phở, được người đời sau sùng bái ngưỡng mộ không ngớt. Dạ, tướng quân nói rất đúng. Trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chánh nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó, có nhiều người chỉ dốc lòng vì chữ trung mà thành được đạo. À, còn hai gian phòng kia có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, dốc dáng tiều tụy. Xin hỏi thành quan, vì lý do gì mà họ lại bị giam giữ ở đây? À, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ. Lúc còn ở dương gian, vì yêu đương gian dở, lại thêm tính tình nông nổi, uống độc dược quyên sinh. Sau khi chết, đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê, thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. À, còn trong nhà ngục kia, tại sao lại toàn là những kẻ cục tay, cục chân, bể ốc? À, mình mẩy đẫm máu tươi, khóc than rên riết, ôi trông thật đáng thương quá. À, những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian. Vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây, cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là không nhân đạo. Nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn rồi cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn đầy, song nghiệp chướng còn trói buộc thân, mà phải chịu cái quả oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán trời trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức lương thiện, tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống gì thân xác nhỏ nhoi, tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy nếu nói nhân quả thì người đời sẽ không tin nữa. Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc cho tôi. Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên kiếp trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ là một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ, kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận một kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó chưa thông lẽ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói mệnh khó cải, nhưng vận có thể dời. À, thì ra thế. Ồ, còn mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt. Họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì? Đó là vong hồn của những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Ồ, cảnh này thật không nghĩ nổi. Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết lại còn bị đài ở thành thác quan này? Lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức. Nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời, đó là lý do của sự thác quan. Không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, quán nên cởi, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà mình không đòi, thì mình có được vô lượng công đức. Thôi, giờ đã hết, ta mau sửa soạn trở lại hiện đường. Xin vâng lệnh.
Dạo ngục bùng phân nước tiểu. Nay gặp kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra. Giờ này, phút này, giác ngộ lo tu, kể cũng chưa muộn. Dương sinh, sửa soạn dạo địa ngục. Dạ. Hồi hướm chốn này, sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Phải, phía trước là địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ, xin lượng thứ. Ôi, mùi xú quế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ôi, thưa thầy, con không chịu nổi rồi, con không muốn đi nữa. Đừng có sợ hãi, ta có bảo vật này, cầm lấy đi. Dạ, thưa, vật này là vật gì? Cái lòng lọc bụi bẩm. Con hãy đổ lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú quế nào cũng tan biến. À, thật là quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. Phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng, giống như là đang bơi lội vậy. Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. À, dạ được. Thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Thứ này toàn do tâm thức chiêu cảm biến hiện ra đồ ô uế này, ta thấy cũng như không thấy. Mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với người là kẻ phàm nhân, hễ thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm cùng cức đái. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Ôi, thật dơ dái quá thầy ơi, bụng muốn ói rồi nè. Hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tâm trí. Quả thực tôi không hiểu nổi, xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Họ là những kẻ dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách phá trình, cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn nhau người để cho bổ béo, chuyên dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền. Kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian nói trắng ra đen, kẻ giờ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, hùng hạp buôn bán rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu, những kẻ lúc sống thân ô uế nhiễm độc, cùng mồm miệng không được trong sạch, khi chết đều bị đày xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hết toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát. Do đó giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Thật đáng thương quá. Hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu mái làm mất hẳn mùi hôi thối, nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. Nghĩ lại, có những người tham lam ăn chặn tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong tâm lại nực mùi dơ bẩn, nên bị đài xuống ngục này. Thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đủ rồi. Dương sinh, mau trở lại hiền đường. Thầy ơi, cái lòng con đang đội có phải lấy xuống không? Lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dạ thưa, con đã lên đài sen. Con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại hiện đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, quế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu. Ngục đói khát. Thưa thầy, hôm nay mình tới đây bốn phía đều vắng bóng người, vậy mình đi hướng nào? Qua khỏi khúc đường gập ghềnh này là tới ngục đói khát đó. Hoan nghênh Phật sống tới công cùng Dương thiện sinh đã hạ mình tới thăm
chậm ra nghênh tiếp, quá thất lễ, xin tha tội. Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy nhân vì Thánh Hiền Đường phát tâm viết sách Địa Ngục Du Ký. Tôi dẫn tâm thức Dương Sinh xuống âm phủ để quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây mong ngục quan chỉ dẫn. Bản ngục cai quản ngục đối khác trực thuộc đệ nhị điện, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Dạ. Ồ, nhà ngục này, những kẻ bị giam giữ trong đó tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng vỏ ốm o, miệng không ngớt kêu than. Những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, dung tiền như rác, không biết dè sẻn. Đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót. Sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi sẽ kêu một nam tội hồn ra đây để người hỏi han họ. À, dạ, xin hỏi tiên sinh, cớ sao lại phải tới đây chịu tội? Tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán rất là phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng khách sạn, cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí vô độ. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại quá khắc nghiệt, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi chỉ cho được chút ít. Thật quả thiếu thiện tâm, nhưng có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền thì sai đầy tớ ra nói dối là tôi đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, lớp ăn lớp bỏ, xây nhà vàng để chứa người đẹp. 2 năm trước tôi đã bị chết vì bệnh cao huyết áp, liền bị đày xuống ngục đói khát này. Thật là thống khổ vô cùng, bụng đói ruột quặn từng cơn, chịu không nổi. Ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi chút ít, tôi đói lắm. Quân súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn. Mi tự làm thì tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều không được kêu khóc. À, còn nữ tội hồn này, nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như là đói quá không chịu nổi. Phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí. Có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ hoặc làm việc công ích, đều phải bị đày ở ngục này. Nếu được phú quý lại làm nhiều điều thiện để tích đức giúp người, in kinh sách khuyên đời. Sau khi chết không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt, mà hồn còn được lên cõi cực lạc. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thời giờ đã hết, Dương Sinh trở lại hiện đường. Dạo cầu Nại Hà, thâm ngục Giá Băng. Ờ, thầy ơi, đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trợt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trời. Đây là cầu Nại Hà, người trần tới khi chết phần lớn phải đi qua cầu này. Ồ, cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa, áp giải tội hồn đến giữa cầu liền đẩy xuống. Ồ, thật quá tàn nhẫn. Xin chào, vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, mời hai vị đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Ôi, ui, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy trăm con vạn con. Ô, đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cái cột, há miệng le lưỡi. Ồ, nhiều người rớt xuống cầu bị rắn ăn thịt kêu la thảm thiết. Ôi, hồn vía tôi cũng lên mây hết dám ngó. Thầy ơi, mình về thôi thầy. Xin Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa, lường gạt, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà tự nhiên tâm quảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố dùng dãy để tìm đường thoát thân,
nhưng hễ cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Ồ, kinh quá! Nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu thì tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thân, tự động rồi rớt xuống à. Chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn đồng qua, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ôi, lòng con quá sợ hãi. Thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Trên cầu lại không có lan can để ngắm. Ôi, đi qua ai lạnh chân run. Mau từ giả tướng quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm địa ngục giá băng nữa. À, chốn quan du này chẳng có đường xá chi hết, cây cỏ chết rụi gì băng. Càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh này ơi. Ta cho con viên thuốc ấm này, mau uống đi, đợi một lát sẽ thấy ấm lại. Đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày, con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh chết cứng đâu. Phía trước có một dãy phòng đều làm bằng gỗ sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bạc trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng. Ồ, mà tại sao phía đông không có bài biện chi cả thầy? Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướt lạnh, đông cứng lại, không cách gì mà trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị gì hết. Ngục giá băng ở giữa 2 trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tai run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Phía trước mặt có 2 ông già, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói gì với tôi. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng này không? Để tôi lôi vài tội hồn lên, để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ. Xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào? Trời băng, trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa. Thân thể đông cứng sắp hết cầm cự nổi rồi. Người đâu, mau đem cho ông ta ít nước gừng uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống. Tôi lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc tôi 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang, chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một hôm, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những bao vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ giùm. Tôi vì một chút tham lam đã đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại, tôi trả lời nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong thót tim buốt óc, than thiết không dứt. Đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tôi 56 tuổi bị ung thư gan rồi chết, hồn xuống âm phủ về đâu cõi âm đã biết rõ, tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi ngang qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại. Kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội. Tôi bị sở giam dương ở đệ nhị điện phán đầy 5 năm ở ngục giá băng này, hằng ngày chịu cảnh băng giá đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này. Xin người, xin người. Xin ngục quan giảm bớt tội một phần có được không? Đây là luật âm phủ xử phạt, tôi không dám sửa đổi. Có thể hỏi thêm một bà lão kia xem cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Ồ, bà lão này bị đông cứng lại chịu không nổi, ngã lăn ra đất. Hỏi bà ta làm sao trả lời được.
tướng quân, hãy cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hầu tỉnh lại đi. Được, người đâu, mau đem nước gừng. Ôi, tôi đau khổ quá rồi. Cây lạnh da băng giống hệt cây lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở Dương Gian. Người thấy tôi không? Toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà, chuyên nuôi em út ẩn náu nơi nhà nhỏ phòng dơ, chưa trên 10 tiêu nữ. Trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. À, ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tùng thì bị các tay du côn dắt mối trừng trị. Trong số đó có rất nhiều tiêu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuột ra, cứu thoát khỏi biển cổ, phục hồi sự tự do cho tâm thần. Tôi bèn lớn tiếng đòi một số tiền to. Có kẻ không đủ tiền chuộc thân, suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động muôn hương bán phận. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Dương giảm thọ 10 năm. Từ khi chết tới đây chịu khổ bắn giá lạnh buốt. Hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều. Chỉ biết oán hận chính mình là tạo quả báo quá nhiều. Thời giờ đã cận, chúng tôi xin trở lại hiện đường. Dạ, xin đa tạ ngục quan. Dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục. Dương Sinh, mau theo thầy lên đài sen. Dạ, mời ân sư khởi hành. Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dạ. Tại sao phía trước lại có nhiều thú vật, gà vịt cùng chim dốc tụ tập? Có nên theo đường nhỏ này tới đó xem không thầy? Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục. Vì phía trước là ranh giới của cõi âm với cõi trần. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoảng kêu la bay nhảy, giống như là bị người ta lùa đuổi vậy? Bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh, chưa an định. Một sớm đoạn tuyệt dương khí liền bị âm khí bủa vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này quá nặng, tánh linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Đến nay người đời phần lớn đều chưa rõ. Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không thầy? Đúng đó, chúng ta theo đám gia súc ngựa trâu này mà đi. Đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng thì li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất là lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn sẽ được xét xử lại. Đa tạ ân sư chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loài sinh vật này không đi vào cửa lớn? Vì cửa ngục quỷ làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. À, phía trước có một khu đất xanh mướt giống như là khu chăn nuôi. Phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Bốn loài sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ, gật gù lại tạ, như là muốn giải bày tội trạng. Phía trước chính là phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này, đều hoàng hồn trở lại hình người. Ồ, có ba vị viên quan từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai. Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới chào ra mắt. Dạ, kính lại Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Nơi đây tiêu điều quá, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, vì sao vậy? Tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật này, làm chức Thiên Tuế, vì bốn loại sinh vật này như loài rùa, sống tới 1000 năm. Do đó, bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Dương. Phàm lúc sống, tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện, còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loại sinh vật luân hồi. Giáng thế bèn thay đầu, đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh,
noãn sinh, thấp sinh, quá sinh, bốn loại. Thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, quá sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, quá sinh, nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy, hai loại này khó hoàn hồn, phải đợi toàn thể linh hồn tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Ai không tin luật báo ứng thiện ác, thì hãy nhìn bốn loại động vật: trong ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng. Nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất, nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai một trong bốn loại động vật. Mỗi loại phải giữ tròn bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa, từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàng nhân thân. Đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thể nào thoát khỏi ra được. À kìa, có một con nai rừng, tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế? Hình như nó có điều gì muốn nói. Đúng đó, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàng trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn quỷ bán thần Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh ở núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương để sống, như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay, con nai đã hoàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu để phục hồi nhân thân. À, một niệm nghĩ sai bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thật là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật sau khi chết đi, sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy? Tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa là hoàn toàn do một khí vận hành tốt đẹp, nhất khí hóa tam thanh, tức một khí hóa ba trong. Kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí. Trời đất người không lúc nào không thở ra hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt xa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người ắt hẳn chết. Cái điểm chân khí này, tức là tâm khí, gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là địa tâm dẫn lực, nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết, đó là thiên tâm dẫn lực và nhân tâm dẫn lực. Cái gì trong nổi lên trên là thiên, đó là do thiên tâm dẫn lực. Cái gì đục thì ngừng động xuống dưới làm đất, đó là do địa tâm dẫn lực. Tính dục động, đó là nhân tâm dẫn lực. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và quá sinh, đều do kiếp trước nghiệp trần quá nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để diêm vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi bay lên trong không trung, muốn kéo lại ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành Phật Bồ Tát hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên, trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước. Ta xóa bỏ các tội xưa,
sai tướng quân dẫn con nai này tới dinh Hoàng Hồn cho nó uống nước Hoàng Hồn. Xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường. Đa tạ tướng quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề dinh Hoàng Hồn. Trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống. Con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ. Dương Thiện Sinh, hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước Hoàng Hồn cho con nai này uống nha. Dạ được, xin cứ tùy tiện. Ồ, giống hệt như là ma thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi, biến thành một ông già ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới. Đó là tướng mạo sau khi hoàng tục ư? Đúng vậy, người này trước đây đã xuất gia còn hoàng tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú. Vì sao khi uống nước Hoàng Hồn, ảo thân biến hóa, tức khắc quan sát thoát thai, khôi phục nguyên hình. Không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao? Vị người nai này hoàng hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi. Sau khi phục hồi hồn và xác xong, giao qua thập điện, Diêm Vương chuyên lo việc chuyển kiếp ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao khi chuyển kiếp luân hồi đều đầu thai vào các nhà nghèo khổ hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đầy ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp hơn. Được âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc tiếng than. Người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị chọc tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn quảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt, lạc xuống cửu tuyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sanh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lan dạ thú, làm tổn thương lẽ trời, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loài sinh vật thai, noãn, thấp, quá. Xin Thiên Tuế dẫn Dương Sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi để tỏ tường. Không có chi, xin mời. Ở đây bài biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con mũi một không biết từ đâu lại bị hút vào cả đàn, rơi xuống trắng phao như một mảng băng tuyết cứ dãy dụa hoài. Đó là những con mũi bị người ta đập hoặc phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ. Mỗi bầy có khoảng 500 con, các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn rưới lên liền trở lại nhân thân. Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy? Đó là sự diệu dụng của địa tâm dẫn lực, địa khí đã dẫn đưa nó. Bởi vì thần thất mũi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàng hồn là như vậy. Chúng ta đi coi nơi khác chứ. Các khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loài thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng. Đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không? Tôi đang lo xử một vụ kiện. Con gà trống phía trước kia đến khiếu nại, để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương Sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc Bộ Đài Loan. Vì ý giàu có nên thường gian dâm với vợ người khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục cùng ham thú khoái lạc khác ở các động mãi dâm. Ác nghiệp quá nặng cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp. Nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn. Thật sợ quá,
gà do người biến ra. Vậy người ăn thịt gà có bị tội không? Các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi. Linh tính của nó đối với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài. Đương nhiên, nếu luận về dinh dưỡng thì các chất thịt, trứng tính dinh dưỡng rất cao. Ăn thì thân thể cường tráng. Nhưng họ không biết rằng bốn loại sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, nên thân của họ có một thứ khí bất chính. Và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn. Lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc. Người đem nó giết đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu bên trong. Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu thường gặp trường hợp này, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong một dinh dưỡng. Phàm là kẻ tu đạo, không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân. Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác. Điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ. Muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ. Cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của con chim anh vũ thì y hệt như tiếng người. Ồ, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Cử chỉ của con khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh, là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt, song tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng, nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học, nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn. Đáng tiếc, anh hùng thiếu đức dụng võ. Người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim bay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Ngục đổ thuốc. Thế gian thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê say tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thầy thuốc dở làm chết người, thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền, coi mạng người như cỏ rác, tội ác ngập trời. Luật của dân gian tuy nghiêm nhặt, nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa, đem mạng sống ra thử thách pháp luật, sau khi chết xuống địa ngục thống khổ không kể xiết. Nếu chẳng tin, để ta dẫn Dương Sinh xuống địa ngục để chứng minh lời ta nói là thật. Hôm nay sửa soạn đi dạo âm ti. Dương Sinh, lên đài sen. À, vừa tới đã nghe tiếng than thở cùng nhiều tiếng ói mửa. Trên cửa địa ngục có đề ngục uống thuốc. Hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục. À, kìa, ngục quan thân hành ra đón tiếp chúng ta. Dạ, Dương Sinh xin kính chào. Rất vui mừng được đón tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Đa tạ sự đón tiếp nồng hậu của ngục quan. Tôi thấy hai bên cửa ngục chất từng đống dược phẩm đủ các loại. À, để xem, thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ, như là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật, vân vân. Bao bì trông thật khéo đẹp. Xin hỏi ngục quan, có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm chăng? Nếu không, tại sao ở đây lại bày biện đủ các thứ thuốc thế này? Đến ngay các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy. Bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men. Đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả. Ở cõi trần chế tạo một vật gì thì ở âm phủ tức khắc thể hiện ngay ra hình tượng đó. Cho nên chế tạo một lò thuốc giả hiện ra ngay ở âm phủ, chứng cớ tội lỗi của dương gian lộ ra ngay tại đây,
không sai một mảy may, như mặt trăng mặt trời đối chiếu. Điểm này người đời nên biết. Đừng nói rằng trong nhà kính có thể làm chuyện xấu xa. Nên biết rằng trong chỗ tối tăm cũng có quỷ thần giám sát. Nếu không vậy, tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt. Người đời phần lớn không tin nhân quả, nên biết rằng báo ứng của thiện ác như bóng với hình. Dưới bóng đèn sáng người ta có thể thấy hình bóng của chính mình, nhưng khi vào nhà kính không thấy được bóng. Vì lẽ đó là cho rằng thần không biết, quỷ không hay. Nạo ngờ trong nơi đen tối là nơi cư trú của quỷ thần, tự mình đúc đầu vào lưới, còn trách gì ai. Mời hai vị vào trong ngục tham quan. À, trong ngục đều có chấn song sắt dây quanh, cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la. Âm binh đang dùng từng thùng, trong có các vật màu đen đổ vào miệng các tội hồn. Kẻ nào cũng cố tránh né, để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình. Ôi, thật là đáng thương. Tội hồn này hiện tại không còn chút máu. Tai, mắt, mũi, miệng, gò má đều bị chất nước đen dính đầy, nhưng không rõ là chất gì. Tội hồn lúc tại thế chuyên chế tạo thuốc giả làm hại rất nhiều người. Sau khi chết, bản ngục dùng thuốc màu đen đổ cho uống. Loại thuốc này rất đắng, lại có chứa độc tố, khó nuốt trôi. Một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt, vừa đau đớn vừa muốn ói, nhưng ói không ra. Đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả. Tội hồn mặc âu phục này, mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen, dơ dái không chịu nổi, hai mắt lại thất thần. Xin cung mạng tôi, hỏi hòa thượng đại Phật Tổ cùng người coi tân, hãy mau giải cứu cho tôi. Tôi chịu không nổi nữa, xin bái lại. Nếu như người cứu tôi, kiếp sau tôi xin nguyện làm trâu làm chó để báo đáp ân đức cao dày. Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm, hai vị có thể kêu con cái tôi nó đưa cho. Cấm miệng! Vị này là Phật sống Tế Công, không phải là hòa thượng ở dương gian. Tạm cho mi ra để mi thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống cho người ở dương gian biết rõ. Cảm tạ đại nhân. Nói ra thì càng thêm xấu hổ, nhưng cũng để đời sau sửa chữa lỗi lầm. Tôi lúc còn sống mở nhà thuốc Tây, chuyên bán thuốc Trung Hoa và thuốc ngoại quốc. Lần lần quen thuốc, lâu ngày biết được chút ít thuốc men thông thường, liền nghĩ ngay đến việc làm giàu. Mà muốn làm giàu, không làm bậy thì không được. Cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn. Trừ tiệm của tôi ra, đều gửi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền, không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi. Lúc chết, bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi đang chế tạo thuốc giả. Cùng với việc buôn gian ván lận, khiến tôi thất sắc kinh hoàng. Không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này. Phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng, chứng cớ tội lỗi đã rành rành, làm sao chối cãi được. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, chờ nên bắt trước tôi. Nếu như có ai lỡ phạm pháp, hãy mau mau hối cải. Quân súc sanh, mi còn nhiều tội khác, hãy mau nói ra, không được giấu giếm. Dạ dạ, để tôi nói. Có một lần, một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách khuyên đời dạy nhiều điều thiện. Tôi lật xem qua vài trang, đều thấy toàn là chuyện tiên Phật thần thánh. Tôi liền quăng đi, nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này, làm gì còn có thánh thần tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời. Nào dè khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời phỉ báng cùng hành động quăng ném sách, gia thêm hình phạt 5 năm nữa. Thời giờ đã cận, Dương Sinh trở lại hiền đường, lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan. Dạ, đa tạ ngục quan đã tận tình chỉ giáo. Ngục cắt gân chặt xương.
Bữa nay đã tới giờ đi dạo địa ngục. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dạ, tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài sen đi. À, trước mắt là ngục cắt gân chặt xương. Xin cúi đầu ra mắt ngục quan. Xin chào, xin chào. Bán ngục là địa ngục cắt gân chặt xương. Quỷ binh dùng dao sắc cắt đứt hết gân tai của bọn tội hồn, cùng lóc thịt quăng cho chó sắt ăn. Cuối cùng mới chặt đứt lìa xương tay. Kẻ thụ hình cực kỳ thống khổ. Tôi thấy các tội hồn bị hình phạt đều hôn mê bất tỉnh. Phía bên kia có nhiều chó đen đang thản nhiên ngồi nhai những cánh tay của tội nhân. Ở dương gian, chó chỉ nằm dưới gầm bàn gặm xương cá gà heo thôi, do chủ luyện cho. Còn chó ăn thịt người để sống thì tôi chưa hề thấy. Xin hỏi ngục quan, mấy con chó đen kia từ đâu tới vậy? Đó gọi là chó sắt. Ngục nào ở âm phủ cũng có, chuyên ăn thịt người để sống. Vì nó không có nhân tính nên gọi là chó sắt. Nếu như chó ở dương gian tính linh thật sáng suốt, biết giữ nhà giữ cửa và trung thành với chủ, hiện tại người đời còn nuôi các loại chó quý cực kỳ khôn ngoan, sống gần như người, thậm chí còn được ngủ chung với cả chủ. Nhưng với chó địa ngục thì khác nhau xa. Để trừng phạt hạng người không còn nhân tính, mê muội tới mức mất hết thiện tính, vì vậy mà ông phủ mới phải nuôi loại chó sắt để nó ăn thịt người. Đó là lẽ báo ứng. Này nữ tội hồn kia, mau khai hết tất cả tội đã phạm lúc còn ở tại thế gian. Tôi xin khai, xin khai. Đau quá đi thôi. Con cháu tôi ở dương gian đâu có biết tôi ở âm phủ đau khổ tới mức này. Lúc tôi còn sống làm nghề buôn bán, vì ham nhiều lợi bèn nghĩ tới cách cân gian. Tôi bán trà, một cân trà khô là 16 lượng, mà tôi chỉ cân có 14 lượng. Suốt một đời buôn gian cân thiếu. Mặc dầu thường nghe người ta nói buôn bán cần phải thật thà, nếu ăn gian nửa cân kiếp này thì kiếp sau phải trả 8 lượng. Nhưng tôi không thèm nghe, chẳng giữ chút lương tâm. Nào ngờ khi chết đi, hồn tới âm phủ, đến trước đài gương soi ác nghiệp, thấy tất cả tội lỗi xấu xa lúc sống hiện rõ ra. Bị Tứ Điện Minh Vương phán đài 10 năm ở ngục cắt gân chặt xương này. Hằng ngày bị đem ra cắt gân lóc thịt, quỷ sứ lóc tai tôi như người đời lóc cá. Hối hận thì đã muộn. Hỡi những kẻ buôn bán tại thế gian, phải hết sức lương thiện, chớ tham lợi nhỏ, cân lường gian lận. Hình phạt ở địa ngục khắc khe lắm, chẳng thể tránh khỏi đâu. Minh Vương rất ghét các hạng người này, cho nên ngài coi chừng rất nghiêm. Quỷ sư thì lại quá nhẫn tâm, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thời gian đã hết, chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, đa tạ ngục quan chỉ giáo. Chúng tôi phải về lại dương gian. Xin giả từ. Ngục moi tim. Thế gian có một cái loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ganh ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bài trò thị phi, dạch lá tìm sâu. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình thì bài trò phỉ báng dèm pha, cho nên bị sa xuống ngục moi tim này. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị. Hình phạt các tội hồn ở địa ngục quá là đáng sợ. Những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục moi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Tâm là chủ thể của người, moi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Này hỡi tội hồn kia, mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế. Dạ dạ, tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích
thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi quán vì quản lý đã bất công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó kiếp chuyện lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biết người kia ăn cắp để ám hại họ. 4 năm về trước tôi bị bệnh đau gan mà chết, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống giam tại địa ngục, ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn đến xé gan đứt ruột. Còn tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tôi xin tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia. Lúc sống tôi đã phỉ báng người khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật pháp vô lượng cao siêu. Không ngờ sau khi chết đã không tới được Tây Phương Cực Lạc mà còn bị đày xuống âm phủ này. Tôi chẳng được thần hộ pháp tới nghênh đón mà lại bị âm binh áp giải tới ngụ điện, tống giam vào ngục. Minh Dương thấy tôi lòng buồn giận mắng: mi là quân phản bội Đức Phật A Di Đà, lòng không có chút từ tâm, thân thủ giới mà không ngộ Phật pháp bình đẳng, tự xưng mình cao minh, lúc sống cố chấp thiên kiến, tự cao tự đại. Phật tính lu mờ nên phải xa xuống chốn này, mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sai quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Địa ngục ngoài tim này rất là quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dạo ngục moi tim lần thứ hai vào tháng 7, cửa quỷ mở. Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng, vong nhân được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng. Cho nên tháng 7 gọi là tháng xá tội vong nhân. Mọi việc ở dương trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc dạo âm ti để viết sách có phần trở ngại. Nhưng đã có ta, Hòa Thượng Điên, Tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương Sinh đừng lo sợ. Dạ, quỷ là do người quá thân, thấy sự quái gở, lòng không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu tan, con chẳng sợ chi hết. Trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, vong hồn chen chúc đi ra. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi. Kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lòng hăng hái, nhắm ngã dương gian tiến tới. Ồ, những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Bởi vì tâm chúng ta trong lành nên hào quang tỏa lấp lánh, khiến các vong hồn sợ hãi. Có phải hàng năm cứ vào tiết tháng 7, tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó tự do, phải không thầy? Không phải. Tháng 7 quỷ môn quan tuy mở rộng nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức nhưng cũng không phạm sai quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rời cái khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi. Cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì rằm tháng 7 tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội Du Lan Bồn, còn đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày có tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. À kìa, ngục quan đã ra nghênh tiếp. Dạ, xin chào. Xin chào. Bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các vong hồn hoan hỷ lắm, coi ra có vẻ rất là tự do.
Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dạ, xin đa tạ. Ồ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều. Ồ, không hiểu tại sao vậy? Vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này lúc còn sống nghe người ta nói đến tháng 7 thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát, nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói buộc thân họ mất hết tự do, không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt moi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lên láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Tôi đã cho gọi tội hồn ra. Này, mau thuật rõ những tội ác đã làm lúc còn sống đi. Dạ, tôi lúc còn sống là tài xế xe đón khách. Vì không được giáo dục nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi vốn háo sắc, trong xe của tôi treo đầy hình khiêu dâm cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh. Nếu bị mắng là háo sắc hay là quỷ dâm dục chẳng hạn thì tôi càng lấy làm thích thú, đã không hề biết xấu hổ lại còn tìm cách cưỡng dâm họ. Có một lần giữa đêm khuya, tôi đón được một thiếu nữ xinh đẹp, lòng dục nổi lên. Tôi bèn dặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng quan, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến lần thứ ba. Không may 5 năm trước tôi bị tai nạn xe cộ mà chết. Lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn đầy ải ở đây sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi. Thôi, đã tới giờ, Dương Sinh, mau trở lại hiện đường. Dạ, xin tuân lệnh, đa tạ ngục quan, xin cáo biệt. Ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Dạ, xin kính chào ngục quan. Bản ngục là ngục chuyên dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Xin mời hai vị vào trong quan sát. Thấy tội hồn đông dung nhốt trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kềm kẹp đẩy quả cầu sắt đầy gai nhọn thọc vào miệng. Lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thần thức gục xuống hôn mê. Người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân chịu không thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ. Xin hỏi ngục quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống đây lại phải chịu những hình phạt này? Phàm những kẻ tại thế ham cướp lời đoạt lý, dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, ham hút cần sa ma túy, hoặc trong lúc trò chuyện thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Bọn này đang hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này quạt một cái cho tỉnh lại. Tướng quân, moi trái cầu gai này ra khỏi miệng của chúng, còn không có miệng cũng không thể nào nói được. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đại vào ngục này. Tôi lúc sinh tiền nói năng rất giỏi, nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng
chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó đi đến ngoại tình, do nhan sắc hấp dẫn của tôi cộng thêm ba tấc lưỡi khéo léo, tôi đã ăn của hắn một món tiền lớn. Về sau ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự chăm chọc, khiến cho hắn vô cùng đau đớn tủi nhục. Cuối cùng không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hồn hắn từng lai vãng bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua 7 năm dần suy khí nhược, khiến tôi mắc bệnh mà chết. Biển thành Dương kết án, tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, hãm hại người, làm cho người ta chết, nên phải tụ hình tại ngục, kèm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào lưng, hằng ngày bị tống cầu sắt vào họng tôi, đau đớn vô cùng. Còn tội hồn thứ hai, mau khai rõ tội phạm của mi. Dạ, lúc sống có rất nhiều tiền vì ham lợi tức. Phàm những ai cần dùng tiền gấp, hoặc những ai khốn khổ cần dây tiền của tôi đều cho dây nặng lãi. Vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền dây thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết tôi bị Diêm Vương phán tội ham lợi, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt xác viên có gai, hiện thời quá thống khổ. Làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt, chuyên môn ăn lời cao để thâu cho thật nhiều lời. Mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui. Tại sao không làm? Dạ thưa thầy, thời giờ đã trễ, xin mời thầy trở lại thánh hiền đường. Dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Nhân nay Hoàng Văn Đạt là tín hữu của Quý Đường vừa thác trưa hôm nay, đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống con người thật là quá ngắn ngủi. Một sớm đổ thai, mọi sự chấm dứt, tiền bạc, con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn sừng núi hay bể quan đồng vắng. Khi tới đó thử hỏi còn được những gì? Dạ thưa ân sư, sau khi thác thì Hoàng tiên sinh sẽ vãng sanh về cõi nào? Đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. À, thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng, rành mạch cho. Có thể được. Con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con tỏ tường. Dạ, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. À, hình như chỗ này con đã từng qua lại. Đúng vậy. Con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng, phía trước là ban tụng niệm của thánh hiền đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu siêu. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể mà không thấy thần thức? Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu thành hoàng để xem kết quả. Dạ, mời ân sư lên đường. Đã tới đó. Ồ, miếu thành hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Mình hãy vào trong làm lễ ra mắt thành hoàng đi. Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh, có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây? Có người của thánh hiền đường qua đời, lại nhân dịp bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao. Do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây để tìm hiểu. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Người đâu, mau dâng trà. Đa tạ. Xin hỏi thành hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Bản điện là thành hoàng cai quản phạm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ,
Người đời phần lớn không rõ chức vụ của thành hoàng. Thành hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian vậy, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng thành hoàng chủ quản chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phạm nhân dẫn người đi. Tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Như âm sai tướng quân Ngưu Mã hay quỷ sứ vô thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ bất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo, đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải đến miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch ghi vào sổ bộ quỷ. Còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Có chứ. Nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công đức, thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh triệu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dạ thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng phần đông các tôn giáo khác chủ trương sanh về cõi trời. Nhưng cõi trời khi hết phước báo vẫn còn bị luân chuyển trong ba cõi sáu đường. Muốn giải thoát rốt ráo thì dâng theo lời Phật, phát Bồ Đề Tâm, tu cầu quả vị giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, xin hỏi thành hoàng, hồn của hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Để tôi dẫn vào trong sẽ thấy rõ. Ồ, tôi thấy hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một hiền đường. Không rõ tôi có thể đàm đạo với hoàng tiên sinh được không ạ? Được lắm. Hoàng tiên sinh, ông khỏe chứ? Cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Cháu ơi, cháu ơi. Văn Đạt, người cháu có bị thương. Con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá như vậy? Đà tạ Phật sống tế công đã khuyên giải, tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ cho con cháu tôi, để chúng nó ngoan ngoãn tu đạo. Còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi có nhiều âm đức, song lòng tôi vẫn còn sầu tuổi. Xin hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi. Đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn, chớ quá buồn rầu. Vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biện công sảnh để hỏi thêm. Mời hai vị tới biện công sảnh phía trước đàm đạo. Dương Thiện Sinh, còn có nghi vấn nào không? Dạ, kẻ chết sau khi hồn phách rời khỏi xác thân thì sẽ ra sao? Đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục, gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô một đổ và được gọi là tử vong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiết cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác.
đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận. Nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bệnh điện ra làm thí dụ. Nếu đốt đèn mà đèn không cháy, thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ hạn chế, thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hẳn hoàn toàn thoát ra. Hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ, vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường. Có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ hết đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình của trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường đi xuống suốt vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tụng niệm như vậy thì đều khiến cho thần thức kẻ quá vãng được tiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu niệm thánh hiệu Phật mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm can đảm. Khi nguyên linh đã được ổn định thì thần thức hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với Minh Vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường. Đó cũng là một phương cách để báo đền ân đức cho cha cho mẹ. Thôi, đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, xin ân sư hãy khoan một chút. Không rõ Hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Đối với việc này dân sinh chớ có hỏi nhiều. Tình trạng vẫn còn trong vòng dự kính. Thôi, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dạo điện thứ bảy, gặp gỡ Thái Sơn Dương. Cung kính đón chào Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiền Sinh. Xin cảm ơn. Vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, mong được sự chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu. Người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì thần thất người chết tới điện thứ nhất. Ngày thứ 14 thần thất tới điện thứ hai. Ngày thứ 21 thần thất tới điện thứ ba. Ngày 28 thần thất tới điện thứ tư. Ngày thứ 35 thần thất tới điện thứ năm. Ngày thứ 42 thần thất tới điện thứ sáu. Ngày thứ 49 thần thất tới điện thứ bảy. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10, xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc sống. Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt chiêu cảm được phúc thần dẫn đường, chẳng cần phải cúng bái, vẫn có thể đi đây đó tự do. Dạ, người đời nói 49 ngày, mà sao không nói 56 ngày, 63 ngày, hoặc là 70 ngày, là tại sao? Bởi vì từ điện thứ nhất tới điện thứ bảy là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp.
Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính. Tuy nhiên, nếu lúc còn sống mà biết chăm lo, dung bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn. Người ta sau khi chết, trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đó phạm, hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo Nho gọi là linh hồn hay là quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp, thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện, khiến Minh Dương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu, ngay lúc sống thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm khi còn sống vẫn còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Sông thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách để khuyên đời. Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ơn sâu của sông thân. Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ. Hãy tận tâm tận lực thi hành. Dạ, con xin hỏi lại ân sư, còn linh hồn người chết ở địa ngục hình dáng giống hệt người khi còn ở dương gian, xác thịt đã rửa nát, nhưng tại sao còn thấy được thân thể này? Đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân. Tức thân ở cõi âm cũng còn gọi là quá thân. Vì thời giờ có hạn, xin được phép cáo từ.